Đây là khu rừng trồng keo của các hộ dân thôn Tân Biên 2, xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Cách đây hơn một tháng thì toàn bộ khu rừng này đã được cấp chứng chỉ FSC của Hội đồng Quản trị Rừng Thế giới. Có nghĩa là từng cây gỗ như thế này, từ khi trồng, sinh trưởng đến khi thu hoạch thì đều phải chịu sự quản lý giám sát một cách chặt chẽ. Khu rừng trên 20 hectare này của ông Lìn, từ khâu trồng, chăm sóc đều phải thực hiện đúng quy trình để bảo vệ môi trường và mang lại hiệu quả kinh tế. Trên trang FSC của Hội đồng Quản trị Rừng Thế giới, tên của ông và hàng trăm hộ dân cùng diện tích rừng trồng cũng đã được cập nhật. Trước khi khai thác ấy, thì ta phải đến báo cáo với nhóm để cho nhóm người ta đến kiểm tra. Cây đã đảm bảo được cái đủ cái năm tuổi chưa? Những cái có thể là được phép khai thác rồi thì nhóm cho khai thác thì chúng tôi ra định mới được khai thác. Để có được nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp phục vụ cho việc xuất khẩu, doanh nghiệp này đã chủ động ký kết hợp đồng với hàng nghìn hộ dân trồng trên 28.000 hectare rừng. Tất cả diện tích rừng này đều đã được cấp chứng nhận FSC. Dự kiến năm nay, số lượng xuất khẩu gỗ của doanh nghiệp tăng khoảng 50% so với năm ngoái. Chúng tôi thì hiện nay cũng đang đầu tư những cái dây chuyền chế biến gỗ hiện đại và xây dựng các nhà máy chế biến tại các tỉnh từ Tuyên Quang, Hà Giang, Hà Nội. Thì ngoài việc đó, dây chuyền sản xuất ra thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu có chứng chỉ rừng FSC để đảm bảo cái gỗ hợp pháp cho các đối tác. Với đòi hỏi ngày càng cao về sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp của một số thị trường lớn như châu Âu, Hoa Kỳ, hiện toàn quốc đã có trên 700 doanh nghiệp được cấp chứng nhận COC, FSC là chứng nhận khai thác gỗ có nguồn gốc. Gỗ chúng ta được đảm bảo gỗ hợp pháp và nguồn gốc xuất xứ rất rõ ràng, có giấy phép. Như thế thì người tiêu dùng của EU người ta cũng sẽ ưa dùng những cái đồ gỗ Việt Nam, và cái uy tín cũng như là cái danh tiếng của ngành chế biến gỗ Việt Nam và thị trường EU sẽ cao hơn. Và chúng tôi cũng đã có tính toán, tức là tăng từ 10-15% cái thị phần, cái kim ngạch xuất khẩu vào trong EU trong thời gian tới là rất dễ dàng. Với sự chủ động về nguyên liệu gỗ hợp pháp, lượng đơn hàng dồi dào, mục tiêu xuất khẩu gỗ đạt 9 tỷ đô la Mỹ trong năm nay đang dần cán đích.